Chào mừng quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bác cặp loa. Đó chính là loa JBL KI81. Trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đây là cặp loa JBL KI81 quý vị nhé. Và cặp loa này thì như quý vị và các bác chúng ta cùng nhìn cái hình thức bên ngoài thì các bác đều thấy nó là màu đen đúng không ạ? Màu đen và ở giữa là logo JBL. Và cặp loa này thì chúng ta có thể treo lên được các bác nhé. Chúng ta treo lên hoặc là chúng ta để nằm hoặc là chúng ta có thể để đứng lên thì đều được. Lỗ thông hơi của nó thì nằm ở phía sau quý vị nhé. Đấy, lỗ thông hơi nằm ở phía sau cái 81. Và dòng này là hàng bãi Mỹ xịn. Và cặp loa này thì nó được trang bị là một bát 25 và hai chép. Ở đây thì chép của nó thì có thanh điều hướng ở đây quý vị nhé. Chép thì có thanh điều hướng A-căng thì thép không gỉ quý vị nhé. A-căng thép không gỉ. Và A-căng thép không gỉ này thì như lắp ở đây thì rất là chắc chắn, cực kỳ là chắc chắn. Khi mà chúng ta hát karaoke hay là chúng ta mở nhạc lên thì nó không không bị cái tiếng đẹt lẹt đẹt lẹt đẹt ở ê căng của chúng ta. Đấy. Vâng, cặp loa thì được trang bị màu đen cho nên là được thiết kế trang bị màu đen cho nên là chúng ta nhìn cặp loa rất là khỏe khoắn. Với cặp loa này thì chúng ta có thể chơi ở trong phòng của chúng ta là từ 30m² đổ lại. 30m² đổ lại chúng ta chơi độc lập cặp loa này thì cực kỳ là ok rồi. Chúng ta hát karaoke hay là chúng ta nghe nhạc thì đều rất là hay quý vị nhé. Đấy. Cặp loa này thì hiện tại là bên Cốc Cốc Audio chúng em là đang để quý vị và các bác giá là 2.800.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Cặp loa này chỉ 2.800.000 đồng thôi, đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Các bác chúng ta nhìn, các bác chú ý thì các bác sẽ thấy là ở cái phần chép này này, ở cái phần chép này ở trong này có thanh điều hướng này, các bác nhìn này, từng cái nan một thanh điều hướng này. Và ở đây thì được làm các kỹ sư thiết kế làm đường dốc ở đây, dốc xuống và phía trên này cũng vậy. Đấy. Cặp loa này thì nó cũng sẽ không kén chọn những dòng âm ly hay là những dòng thiết bị để ghép nối với lại cặp loa này. Cặp loa này cũng rất là nhẹ. Và chúng ta cũng có thể là ghép cặp loa này với lại những cặp loa bass 30. Đấy, những cặp loa nằm bass 30 hoặc là loa full bass 30. Đấy. Rất là dễ dàng. Và cặp loa này thì tái tạo lại âm thanh cực kỳ là tốt. Đây là hàng bãi Mỹ xịn cho nên là các bác nghe nhạc là các bác phân biệt được ngay, bởi vì chất âm của nó rất là chi tiết và cực kỳ là hay. Bây giờ em sẽ test thử một đoạn nhạc bằng cặp loa JBL KI81 này cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng cảm nhận các bác nhé. Bác nào mà đang nghe qua điện thoại thì các bác cắm tai nghe, vui lòng cắm tai nghe và giúp em nhé. Thank you.
Dạ vâng, và đây chính là cặp loa JBL K81 quý vị nhé. Chất âm rất là hay và âm thanh cực kỳ là chi tiết. Giá chỉ có 2.800.000 đồng mà thôi. Quý vị và các bác chúng ta yêu mến ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em, và các bác chúng ta đang tham khảo những cái dòng loa bass 25, và các bác đang muốn sở hữu cho mình một cặp loa hàng bãi xịn KI81 như thế này, thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em nhé. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.